thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên đã đến với cuộc thi tiếng Anh năm 2013 của trường Đại học Y Dược Hải Phòng. To pick up a surprisement, this year, once again, English Festival is organized in December with the purpose of developing foreign language among students and building a stage for performances. Tonight, the topic of the English Festival is I Love Vietnam. Đến hẹn lại lên, cứ mỗi năm một lần, cuộc thi tiếng Anh lại được tổ chức với sự tham gia và ủng hộ của đông đảo các bạn sinh viên trong toàn trường để nhằm phát triển các kỹ năng tiếng Anh và xây dựng một sân chơi bổ ích để các bạn sinh viên thể hiện mình. Và chủ đề của cuộc thi tiếng Anh năm nay là Tôi yêu Việt Nam. And now, it's my honor to introduce you our guest. Và ngay sau đây, tôi xin được trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu đã tới dự với cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay. From Hải Phòng Communist Youth Union, we have the representatives of students and school staff section. Tôi xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban thiếu nhi trường học và ban đoàn kết tập hợp thanh niên thành đoàn Hải Phòng. Director of Hải Phòng University of Medicine and Pharmacy, Professor Phạm Văn Thức. Thầy giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Thức, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường. The associate professor Phạm Văn Hùng of Hải Phòng Medical University. Thầy giáo Phạm Văn Hùng, trưởng bộ môn dược Đại học Y Dược Hải Phòng. The Deputy Secretary of Hải Phòng University of Medicine and Pharmacy Communist Youth Union, Mr. Nguyễn Hải Ninh. Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường. The President of Hải Phòng University of Medicine and Pharmacy Student Association, Mrs. Phạm Bích Ngọc. Đồng chí Phạm Bích Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường, trưởng ban tổ chức cuộc thi. Mrs. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Dean of Administration of Hải Phòng University of Medicine and Pharmacy. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, trưởng phòng hành chính trường Đại học Y Dược Hải Phòng. And all the representatives of section of Hải Phòng Communist Youth Union, the sponsors, the leaders of the department and centers in our university, especially all the teachers and students of Hải Phòng University Medicine and Pharmacy, please warmly welcome and cheer. Vâng, và các đồng chí cán bộ lãnh đạo, các phòng ban bộ môn thành đoàn, hội sinh viên thành phố, các đại diện nhà tài trợ, các thầy giáo, cô giáo đại diện cho các phòng, ban, trung tâm, các khoa và các bạn sinh viên đã về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ladies and gentlemen, to make the festival successful, an indispensable part in any competition, the sponsors. For now, it's my pleasure to introduce our sponsor of the English Festival this year. Please come on the stage and receive the thankful flowers from organization. Kính thưa các quý vị đại biểu, cuộc thi tiếng Anh năm 2013 được diễn ra với sự quan tâm chỉ đạo của đảng ủy, ban giám hiệu nhà trường và sự ủng hộ của các nhà tài trợ. Và ngay sau đây, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các nhà tài trợ lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm từ ban tổ chức cuộc thi. Mrs. Lê Minh Nguyên, Dean of Study Department of TEG Center, Singapore. Bà Lê Thị Minh Nguyên, trưởng phòng học vụ trung tâm Anh ngữ TEG Singapore. Mr. Nguyễn Thành Luân, ACM of Megastar Simplex. Ông Nguyễn Thành Luân, trợ lý quản lý Megastar Hải Phòng. Mrs. from Psychology Department. Đại diện của bộ môn tâm thần trường Đại học Y Hải Phòng. Representative of Foreign Language Department. Đại diện của bộ môn ngoại ngữ trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Miss Phạm Thị Thu Thảo, Lecturer of Public Health Department. Cô Phạm Thị Thu Thảo, giảng viên bộ môn Y tế công cộng trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Mr. Sơn Consumption from Hải Phòng University of Medicine and Pharmacy English Club.
anh Mạc Tú Sơn, cố vấn câu lạc bộ tiếng Anh trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Mr. Diệp Minh Quang, ex-vice chairman of Hải Phòng Medical University English Club. Anh Diệp Minh Quang, cựu phó chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh trường Đại học Y Dược Hải Phòng. And now please warmly welcome all the sponsors to come on the stage and receive thankful flowers from organization, please. Và xin kính mời các đồng chí lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm từ nhà ban tổ chức cuộc thi. Of students, they can speak a fan by the world.
they can defend their thesis expenses. So in Haiphong University of Medicine and Pharmacy, there are many, many of our students up to now, we developed to become the master to PhD. And now that one of them become to the our teacher in Haiphong University of Medicine and Pharmacy. All the students know that it's the basic requirement to become medical staff and doctor who are responsible to taking care of people's health and assume their duty committed by our government. On behalf of Party Committee, Board of Medicine of Haiphong University of Medicine and Pharmacy, I appreciate a great effort of the students studying English, as well as the other foreign languages, holding many annual contests such as the English Festival, volunteer activity in the 13th Earth Conference on Clinical Pharmacy in Haiphong, Vietnam. We always encourage and support you with our best activities. Taken by Communist Youth Union and Student Association, that plays an important role in creating youth playground like an English club, with the good spirit, learn and exchange and integrate. In fact, many students become successful from this activity, which motivates other students for graduation. And on this solemn occasion, I hope that such activity will be organized more frequently in order to bring students quality and English proficiency at our university. I believe in solidarity, sense of initiative, and creation of students, and support of Haiphong Communist Youth Union and Student Association. Sponsor support and other related departments, students of Haiphong University of Medicine and Pharmacy will be more confident with their positions. Wish you all to be successful in study and training. I also wish this context to be successful. Thank you very much for your attention.